Hello anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình và tiếp tục là làm về game Gunny Origin. Hôm qua thì mình đã hướng dẫn anh em cách kiếm Thiên sứ Vạn Phúc Free. Và hôm nay Thiên sứ Vạn Phúc vũ khí phụ thì phải có vũ khí chính. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiếm Super Free nha anh em nha. 100% sẽ có Free. Ok nha anh em nha. Và mình sẽ hướng dẫn anh em tất cả các cách có thể kiếm được super và cách có thể chắc chắn có được super 100% sẽ có super nha anh em nha. Ok. Và trước khi bắt đầu video thì anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ bật chuông để mình sớm đạt 9k sub nha mọi người nha. Anh em nào cần mua bán giao dịch trung gian game Gunny Origin và Gun Mobi thì inbox cho mình vào fanpage theo đường link ở bên dưới phần mô tả để tránh bị lừa đảo nha mọi người nha. Ok, không linh tinh luyên thuyên nữa thì bắt đầu thôi. Và cách đầu tiên và cách thông dụng nhất, nhiều anh em thấy nhất đấy, đó là anh em quay trứng. Đây, máy trứng này, rút miễn phí một lần này. Đấy. Hên thì anh em sẽ được super, còn không thì chỉ wow hoặc mánh thôi. Đó, được mánh như này này. Ở đây thì anh em có cơ hội có thể nhận được đến super hóa phụ kích. Ngon nhất thì có super pháo và lưu gạch, và nấm nhất thì đây, toàn các mánh wow rồi anh em ạ. Nói chung là đen lắm, mình quay chán chê rồi. Đây hiện tại mình đã quay 4-3 lần rồi, toàn wow với mánh super rồi. Đó, đây là cách đầu tiên. Cách này thì gọi là nhân phẩm. Anh em đừng thấy ở trên kênh chat, cứ kênh chat thế giới cứ một loạt các kiểu nhận super, nhưng mà thật sự quay không hề dễ như thế đâu anh em ạ. Đó, đây cách đầu tiên. Cách thứ hai đó là thưởng online. Đây ở phúc lợi này, thưởng online này. Ở đây nhá, sau khi anh em quay đầy sơ cấp, trung cấp và lên cao cấp thì nó sẽ có thưởng super khi quay. Nhưng mà thật ra là mấy cái super đấy cho vào cho có thôi, chứ mình chưa thấy anh em là quay được cả. Mình sẽ để hình minh họa cho anh em xem. Đó, đây là cách thứ hai để anh em có thể có super. Cách thứ ba anh em có thể nhận đó là đi phó bản nhiều người. Ở đây thì có các loại phó bản đây. Anh em có thể thấy quà này. Đấy, có dễ, thường, khó. Đó, ở đây có super sấm sét này, super lựu đạn này. Ở đây này thì có super phi tiêu và super giỏ trái cây. Thì những cái này thì nó cũng gọi là hên xui thôi, có thể có thể không. Hên nắm thì mới lật được, dĩ nhiên là cũng đã có những anh em lật được rồi. Và mình cũng sẽ để hình minh họa cho anh em xem. Đã lật được super rồi nha. Đây là cách thứ ba anh có thể nhận được super, nhưng mà tất cả các cách vừa rồi đấy thì đều là hên xui thôi. Cách tiếp theo đây là anh em có thể mua ở trong đấu giá. Đây ở phần đặc biệt này, đấu giá này. Đó, ở đây sẽ có thể bán super nha anh em nha. Nhưng mà khi anh em lật được, nếu như nó khóa thì anh em lại còn phải dùng vé. Dùng vé để chuyển từ khóa sang không khóa, rồi sau đó thì anh em mới bán được. Ở đây, nhưng mà hiện tại thì chưa có anh em nào bán, mới chỉ có bán qua thôi. Cái cách này thì tốn tiền, có thể nạp hoặc là có thể anh em cày và bán được đồ nhận xu. Nói chung là cái cách này thì cũng chắc chắn là sẽ có, nhưng mà lại tốn tiền. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách gọi là 100% sẽ có. Đây nha. Ở đây này, học viện Gunny này, phó bản huấn luyện này. Anh em kéo xuống chỗ huấn luyện cách đánh cho mình tầm cao. Và đây dương siêu cấp, anh em sẽ nhận được super TV tủ lạnh. 100% sẽ có. Nhưng mà để đạt được super TV tủ lạnh này đấy, anh em phải vượt qua đo màn hình này 20 độ, 65 độ ném và tầm cao. Nói chung là nó cái mức độ càng ngày khó nó càng cao đấy. Và để anh em vào được đây đấy, thì anh em phải vượt qua ném này, xong rồi sang tầm cao và phải đạt, thì như theo mình biết là phải đạt cấp 25. Hiện tại mình cấp 20 nên mình cũng chưa kiểm chứng được một cách rõ ràng cho anh em. Và anh em sẽ nhận được super TV tủ lạnh free. Nói chung là mấy cái góc này nó cũng khá khó bán, mình đã test rồi. Với những anh em nào mà gọi là, mình xin phép gọi là new year, hoặc là theo cách nói của Gunny đây đó là gà đi, thì sẽ cực kỳ khó để có thể vượt qua những cái huấn luyện này, đặc biệt là những cái huấn luyện ở các mốc cao hơn. Thì anh em nào cần thuê
cài qua các cái mốc huấn luyện này thì inbox mình theo đường link ở bên dưới phần mô tả, mình có nhận bắn qua các mốc huấn luyện này nha anh em nha, để chắc chắn anh em sẽ có super TV tủ lạnh để dùng. Đó, một cách đơn giản 100% sẽ có, anh em có thể tự bắn qua thì nó là free 100%, còn nếu như anh em nào mà không thể qua được có thể thuê mình, mình sẽ cài qua cho anh em nhận được super TV tủ lạnh, giá cả hợp lý. Anh em inbox vào fanpage cho mình theo đường link ở bên dưới phần mô tả nha. Đó, đây là mình hướng dẫn cho anh em các cách có thể nhận được super TV tủ lạnh hiện tại. Mình thấy có thể có, anh em nào mà thấy có những cách khác thì comment ở bên dưới góp ý cho mình và những anh em khác cùng biết nha mọi người nha. Anh em đừng quên cho mình xin một like, một follow, một đăng ký, bật chuông để sớm đạt 9k sub nha mọi người nha. Nhớ là cần mua bán giao dịch trung gian hoặc là cày huấn luyện để nhận super TV tủ lạnh thì inbox vào fanpage cho mình theo đường link ở bên dưới phần mô tả để tránh bị lừa đảo nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. See you again.